Một loại viên uống mà có hiệu quả các phát huy tác dụng trắng da mạnh nhất tại mỹ phẩm ba cứng đó là cái viên uống Triple White. Đây là hàng nhập khẩu chính hãng của Mỹ. Thật sự là cái em này quá đỉnh luôn nha mọi người. Khi mọi người sử dụng rất nhiều loại dòng sản phẩm Glutathione hoặc là những dòng sản phẩm có chứa những collagen hoặc là những cái thành phần giúp trắng da ngăn ngừa lão hóa khác mà chúng ta chưa cải thiện được làn da, cũng như là em ơi chị uống một liệu trình, hai liệu trình mà vẫn chưa thấy trắng, mọi người hãy thử cho em một cái em Triple White với cái mức giá thực sự là quá bình dân luôn. Thực sự rất bình dân đối với một dòng sản phẩm thực phẩm chức năng mà có cái công dụng làm trắng nhập khẩu tại Mỹ với những cái thành phần an toàn như thế này thì Triple White là số 1 nha mọi người. Thì em không cần phải review rất là nhiều chi tiết về cái dòng sản phẩm Triple White này thêm một lần nào nữa, bởi vì khách hàng của em và những chị em nào đang và đã sử dụng Triple White thì hãy đánh giá và nhận xét ở phía phần dưới để cảm nhận được là để chia sẻ những kinh nghiệm làm đẹp trong cái việc làm trắng da của hãng Triple White này. Cái em này á là khi mà mấy chị sử dụng trong vòng 1 tháng, em cam kết luôn cho mấy chị lên tông da từ 1 đến 2 tông là ít nhất nha, sẽ làm sáng đều màu da, giảm đi những cái nốt thâm nám tàn nhang đồi mồi, giúp da của mình mịn mà, những cái nếp nhăn trên da mặt đã sẽ hoàn toàn biến mất nha mọi người. Cái em này cực đỉnh luôn. Em này thực sự là nó chứa thành phần glutathione tới là 1200mg nha mọi người. Và chiết xuất từ liệu đỏ này, nhau thai kiều nè, và chiết xuất lá dương sỉ là những thành phần ngăn lão hóa và trắng da rất mạnh. Mọi người ơi, cái em này gồm có 50 viên nha, mà mấy chị sử dụng mỗi ngày á, là mấy chị sẽ sử dụng 2 lần, sử dụng 2 viên sau những bữa ăn, uống liên tục từ 3 đến 4 tháng, tức có nghĩa là mỗi ngày uống 2 viên sau bữa ăn là ok nha. Em này mà mấy chị sử dụng không trắng, em xin hoàn lại tiền và cam kết khẳng định với tất cả các chị em, anh chị em mua chỗ em là đúng hàng, đúng chất lượng và đúng giá tiền. Mấy chị mua ở ngoài thì nhiều lúc trúng hàng giả hàng nhái mà lại mua kiểu như là dán đắt hơn, gọi là bị hớ ấy mọi người. Mọi người hãy yên tâm trao cái niềm tin đó, em sẽ trao lại cho mọi người về cái chất lượng sản phẩm cũng như là sẽ cảm nhận được cái dòng sản phẩm này trắng đến mức nào. Cam kết luôn, không trắng, tặng ngay cho mấy chị tiền cũng như là tặng luôn cái giá trị sản phẩm này cho mấy chị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đón xem cái video ngày hôm nay. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc và đón một cái Tết Trung Thu thật là ấm áp nha. Bye bye.